Chiến thần Sở Bắc Lạc Mai. Chương 221, được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Các người, hai bố con nhà đó tung hứng với nhau, còn Lạc Tuyết chỉ lẻ loi một mình. Cô tức đến mức lồng ngực phập phồng, nhưng không nói được một câu nào. Bố con Lạc Mai chẳng những đổi trắng thay đen mà còn đổ ngược lỗi lại cho cô. Trên đời lại có loại người không biết xấu hổ đến vậy sao? Ông ơi, bố con bác cả đang lừa ông đấy. Sự thật không phải như thế đâu ạ. À. Audio điện tử võ tấn bền. Lạc Tuyết cuống lên, trong lòng vừa tủi thân vừa tức giận. Lạc Vinh Quang ngẩng đầu lên rồi nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng. "Đủ rồi đấy Lạc Tuyết, cháu tưởng ông lẫn rồi chắc? Chuyện đúng sai thế nào chẳng lẽ ông không biết sao? Ông đã nhân nhượng với cháu rồi, nhưng nếu cháu còn ăn nói hàm hồ nữa thì đừng có trách." Lạc Vinh Quang đột nhiên nghiêm giọng khiến trái tim lạc tuyết như rơi xuống vực thẳng cô hoàn toàn chết lặng không phải lạc vinh quang không nghi ngờ về chuyện này mà so với lạc tuyết ông ta đương nhiên sẽ tin tưởng bố con lạc mai hơn có lẽ dù cô có làm gì đi chẳng nữa thì ông nội cũng sẽ không bao giờ đánh giá cao cô lạc tuyết tôi biết cô vừa ngưỡng mộ vừa ghen ghét với tôi nhưng nếu cô định dùng cách bị ổi đó thì hơi quá đáng rồi đấy được lạc vinh quang ủng hộ lạc mai lập tức vinh váo với vẻ đắc ý Từng câu từng chữ của ả à ta như những mũi kim đâm vào tìm Lạc Tuyết đau nhói. Cô thật sự không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Được rồi, chuyện này kết thúc ở đây đi. Lạc Vinh Quang lắc đầu nói, Tiểu Mai, cháu yên tâm, nếu còn có lần sau thì ông sẽ đòi lại công bằng cho cháu. Lạc Mai mừng thầm, nhưng vẫn giả bộ xua tay. Ông ơi, bỏ qua đi ạ. À. Dẫu sao chúng cháu cũng là chị em trong nhà với nhau, Tiểu Tuyết ghen tị với cháu cũng là chuyện bình thường. Cháu thấy mình cho qua chuyện này đi ạ. À. Chương 222 cô không phục, rất không cam tâm. Giờ cô lại phải cảm ơn à ta ư? Đúng là vô lý. Xong, Lạc Mai lại mỉm cười xua tay, không cần đâu ạ, à. cháu làm chị nên chịu thiệt một chút cũng không sao ạ. À. Sau này tốt nhất em họ hãy biết điều một chút, không thì tổng giám đốc là chị đây sẽ khó xử đấy. Lạc Mai nhìn Lạc Tuyết với vẻ đầy khiêu khích. Lạc Tuyết nghiến răng, nắm chặt tay thành nắm đấm cô không phục, rất không cam tâm, nhưng hơn hết là sự bất lực. Cháu gái ngoan, có phải đang thấy không phục không? Lạc Viễn Hà thấy thế thì híp mắt lại, ánh mắt xẹt qua tia chán ghét. Nếu Lạc Tuyết không biết điều thì ông ta sẵn sàng tống cổ cô ra khỏi công ty ngay. Tôi, phục, phục quá đi chứ. Ngay khi giọng nói ấy cất lên, mọi người ở đây đều cau mày lại. Vì chủ nhân của giọng nói ấy chính là Sở Bắc vẫn im lặng suốt từ nãy đến giờ. Sở Bắc, anh nói gì thế hả? Lạc tuyết cất giọng với vẻ không vui. Sở Bắc không đáp lời, mà chỉ hướng ánh nhìn về phía hai bố con Lạc Mai. Thủ đoạn bị ổi thế mà bố con ông cũng dùng được, tôi thấy phục sát đất luôn. Sở Bắc, cậu nói thế là sao hả? Lạc Mai lạnh mặt rồi trừng mắt. Lạc Viễn Hà cũng khinh bỉ hư một tiếng rồi nói cậu là cái thá gì hả? Ở đây chưa đến lượt cậu lên tiếng, biến ngay. Hai bố con họ lại phụ họa cho nhau, Đến Lạc Vinh Quang cũng phải nhăn mặt lại. Chương 223 có nhiều người không biết sống chết là gì. Lạc Mai cười lạnh, Lạc Vinh Quang thì cứ ngồi đó, không hề có ý giữ Lạc Tuyết lại. Vành mắt Lạc Tuyết đỏ lên, cô cắn răng cất bước. Bóng lưng cô đơn của cô khiến người ta thấy mà đau lòng. Lạc Tuyết vừa đi, Lạc Mai và Lạc Viễn Hà đã mỉm cười đắc ý. Sau đó họ cùng nhìn về phía Sở Bắc mà không nói gì. Sở Bắc vẫn không biến sắc mặt mà chỉ khẽ lắc đầu. Chỉ là một hợp đồng thôi mà, không sợ tự rước hỏa vào thân thì cứ lấy đi. Sứt lời, Sở Bắc không chút do dự mà quay người bước đi. Cộc cộc, tiếng gậy trúc xa dần. Vớ vẩn, Lạc Mai hừ lạnh một tiếng, không hề bận tâm với lời nhắc nhở của Sở Bắc. Còn Lạc Vinh Quang thì vẫn dán mắt vào bản hợp đồng. Thôi kể cái thằng ăn hại ấy đi. Việc cấp bách bây giờ là nhanh chóng liên hệ với tập đoàn Lý thị để đưa công ty vượt qua khó khăn trước mắt đã. Còn nữa, mau gọi cho cậu Dương đi, sắp đến ngày đấu thầu rồi. Hai bố con Lạc Viễn Hà nghe thấy vậy thì gật đầu như gà mổ thóc. "Bố, chuyện này bố cứ giao cho chúng con, bố yên tâm, con đảm bảo sẽ xử lý ổn thỏa." Có hợp đồng của tập đoàn Lý thị rồi, hai bố con Lạc Viễn Hà thấy vô cùng tự tin. Hai bố con họ nhìn nhau thậm chí còn đang nghĩ cách để giành lấy chiếc ghế chủ tịch. Tiểu tuyết, em yên tâm, không ai có thể cướp mất thứ thuộc về em đâu. Rời khỏi công ty, thấy lạc tuyết vẫn buồn phiền, sở bắc không nhịn được an ủi một câu. Nhưng lạc tuyết chỉ lắc đầu như thể đã hoàn toàn thoái chí. Tôi về trước đây, tôi đi đón vô tâm. dứt lời, lạc tuyết bắt taxi rồi đi trước. Sở bắc quay người lại về phía tập đoàn lạc thị rồi lắc đầu có nhiều người không biết sống chết là gì. Lúc này, đột nhiên có một chiếc may bách đỗ ngay cạnh anh. chương 224 ông ta đã hoàn toàn tuyệt vọng. Long hổ môn à, thú vị đấy. Thanh vũ nhíu mày, cậu chủ, theo tin tình báo thì tối nay, thủ lĩnh của Long hổ môn sẽ mở tiệc chiêu đãi Dương Xuyên, tôi có thể bắt hắn bất cứ lúc nào. Dương Xuyên, nhà họ Dương cũng dính líu tới chuyện này à. Thanh Vũ khẽ lắc đầu, giờ chưa có bằng chứng cụ thể. Sở bác dựa lưng vào ghế rồi nói, điều tra tiếp đi. Vâng. Ngay sau đó, khóe miệng sở bác cong lên, nhưng nếu không đến tham gia buổi tiệc náo nhiệt này thì tiếc lắm nhỉ. Tôi hiểu rồi à. Thanh Vũ gật đầu rồi khởi động xe, hướng về phía trung tâm thành phố. Lúc này, có người buồn, nhưng cũng có kẻ vui. Nhà họ Lạc đang hân hoan mong chờ ngày thành công rực rỡ. Còn nhà họ Lưu thì răng đầy mây đen u ám. Gia chủ, chúng ta đã bỏ ra nốt một triệu vốn lưu động cuối cùng rồi, nhưng cổ phiếu vẫn giảm hai điểm, cứ thế này thì không qua nổi đêm nay sẽ sập mất. Nghe thấy thế, gia chủ lưu hoàng quang của nhà họ lưu ngồi phịch xuống đất. Gương mặt vốn tái nhật lập tức xám xịt. Từ chiều hôm qua đến giờ, cổ phiếu của tập đoàn lưu thị luôn rất giá thảm hại. Những cách gì có thể dùng được thì Lưu Tông Tín đã thử hết rồi. Xem có cố vất vát được gì không? Giá cổ phiếu mà vẫn tiếp tục giảm thì nguồn vốn của cả tập đoàn sẽ bị rút cạn mất. Mà không có vốn thì tập đoàn sẽ vận hành bằng cách nào đây? Cùng lắm chưa tới 10 ngày nữa, họ sẽ rơi vào tình trạng ngừng trệ rồi chỉ còn cách tuyên bố phá sản. Vì vậy, Lưu Tông Tín không tiếc tiền để duy trì giới hạn xuống của cổ phiếu. Chương 225, đúng ạ, à, chính là cháu rể của Lạc Vinh Quang. Mấy ngày trước, tập đoàn Bắc giã đã đến Tân Hải lưu tông tín định móc nối quan hệ một chút nhưng đã bị họ từ chối thẳng thừng ai ngờ đâu hành động đầu tiên của bác giã khi đến tân hải chính là đốt nhà họ lưu những người khác có lẽ không biết gì nhưng lưu tông tín thì biết rõ ràng tất cả đều vì người thanh niên đó sở bắc bố cửa phòng khách bị đẩy mở lưu phong hất hải chạy vào cha ra rồi ạ à, sở bắc đó đang ở rể nhà họ lưu nhà họ lưu nhà họ lưu nào đừng nói là thằng rể ăn bám của nhà lưu vinh quang đấy nhé lưu tông tín đứng bật dậy trong giọng nói của ông ta còn có vẻ khó tin năm năm trước lạc vinh quang tuyển rể trong buổi tiệc ông ta chỉ mong thông báo cho cả tân thành biết nhưng sau đó đã có tin đồn ông ta tuyển được một chàng rể vô dụng qua xấu hổ nên nhà họ lạc định giấu nhẹm chuyện này đi lưu tông tín đã đoán rất nhiều khả năng về thân phận của sở bắc nhưng không ngờ chàng trai trẻ uy nghiêm Kiêu ngạo ấy lại chính là chàng rể ăn hại của nhà họ Lạc, ông ta thật sự không dám nghĩ đến. Đúng ạ, à, chính là cháu rể của Lạc Vinh Quang. Lưu Phong gật mạnh đầu, sau đó để lộ biểu cảm kỳ lạ. Nhưng mấy hôm trước, chẳng hiểu sao lễ cưới của cô cả nhà họ Lạc và Sở Bắc đã bị hủy bỏ. Và lại, cô thứ nhà họ Lạc không chồng mà chửa, mà bố của đứa bé lại là Sở Bắc, loạn hết cả lên. Lưu Phong khoanh tay với vẻ giở khóc giờ cười. Lúc nghe được tin này, hắn thấy tam quan của mình rối loạn. Thế à, Lưu Tông Tín cao mày như có điều suy nghĩ. Đúng rồi, nhà họ la, để lấy lòng nhà họ la, hình như Lạc Vinh quang định cho con cháu hai nhà lấy nhau phải không? Lưu Phong ngẩn ra rồi khẽ gật đầu, vâng, nhưng nhà họ la không còn, lẽ nào? Như nghĩ ra điều gì đó, Lưu Phong chợt khựng lại. Audio điện tử võ tấn bền Chương 226 Cậu Dương, Long Hổ Môn lưu phong ngẩn ra với vẻ hoảng hốt dù nhà họ la chỉ là gia tộc hạng hai nhưng cũng đã biến mất hoàn toàn chỉ sau một đêm e rằng đến nhà họ lưu cũng không thể làm như vậy được nếu đúng là sở bắc làm thì chẳng phải nhà họ lưu nguy to rồi sao dường như đã đoán ra được suy nghĩ của con trai mình lưu tông tín thở dài một hơi lạc vinh quang rất cáo già lúc nào cũng chỉ chăm chăm vì lợi ích thôi đương nhiên ông ta gán ghép cháu mình cho sở bắc cũng có mục đích cả dù bố không biết trong 5 năm qua đã có chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn thân phận của sở bắc không hề đơn giản đâu. Nhưng Lưu Tông Tín không nói cho Lưu Phong biết sở bắc có thể khiến tập đoàn bắc giã nhắm vào tập đoàn nhà họ. Khả năng của sở bắc khủng khiếp hơn họ nghĩ nhiều. Thậm chí, ông ta còn vô thức thay đổi cách gọi với anh. Bố, thế giờ mình phải làm sao? Hay đi xin lỗi lạc vinh quang? Đầu óc con có vấn đề à? Lưu Phong vừa nói dứt câu, Lưu Tông Tín đã lườm hắn. Hình như cậu sở với Lạc Vinh Quang không hợp nhau, giờ chúng ta đi xin lỗi Lạc Vinh Quang chẳng phải càng chọc giận sở bắc sao. Nghĩ đến đây, Lưu Tông Tín đảo mắt. Có biết cậu sở đang ở đâu không? Lưu Phong gật đầu, có ạ, à, anh sở vừa đến tụ hiền lâu. Tối nay, thủ lĩnh của Long Hổ Mon sẽ tiếp đón anh Dương ở đó. Không ít nhân vật lớn ở Tân Hải cũng được mời, chắc sẽ náo nhiệt lắm đấy ạ. À. Nghe thấy thế. Lưu Tông Tín lập tức trầm mặc. Ông ta nhíu chặt hàng lông mày lại rồi ngẩn ngơ. Cậu Dương, Long Hổ Môn. Toàn những nhân vật và thế lực có máu mặt ở Tân Thành cả. Hơn nữa, buổi đấu thầu đã tới gần, chắc chắn Long Hổ Môn mời cậu Dương là có chủ đích cả. Nhưng chắn hẳn sở bác đến đó không để góp vui. Lưu Tông Tín chợt có một dự cảm. Có lẽ Tân Hải sắp có biến lớn rồi. chương 227, tầng 1 thì cứ có tiền là vào được. Nơi tụ hội của các anh tài. Đó là ý nghĩa trong tên gọi của Tụ Hiền Lâu. Tên này do Long Hổ môn chọn. Thật khó tưởng tượng một thế lực sưng bá trong thế giới ngầm ở Tân Hải lại chỉ mới ra đời được 5 năm. Nhưng hiện giờ, họ đã xếp ngang hàng với các gia tộc hàng đầu ở đây rồi. Mà Tụ Hiền Lâu là một trong các cứ điểm của Long Hổ môn. Thưa cậu, đến nơi rồi ạ. À? Gió đêm mát mẻ, đèn đuốc sáng choang. Sở Bắc chống gậy trúc, đứng lặng yên trên con phố thương nghiệp. Thanh Vũ đang đứng phía sau anh. Phía trước họ chính là tụ hiền lâu có 5 tầng. Tòa nhà với lối kiến trúc phục cổ, nguyên liệu chính được sử dụng là gỗ. Nhưng cách bày trí hoa lệ đã che khuất vẻ mộc mạc vốn có của nơi này. Bên ngoài vàng ngọc, bên trong đồi trụy. Dù đứng cách khá xa, nhưng họ vẫn có thể nghe thấy tiếng cụm ly. Xa hoa cũng chỉ đến thế là cùng. Tụ hiền lâu, đúng là náo nhiệt thật nhưng người đến đây là hiền tài hay đạo tặc thì vẫn chưa biết được. Sở bắc nhách miệng cười rồi cất giọng bình thản. Thanh phố ở phía sau bắt đầu giới thiệu. Cậu chủ, nghe nói tụ hiền lâu là nơi xa hoa và đắt đỏ nhất Tân Hải. Năm tầng của nơi này được chia theo cấp bậc đón tiếp khách. Tầng một thì cứ có tiền là vào được. Nhưng tầng thứ năm thì khéo đến chủ tịch thành phố cũng đừng mong đặt chân tới. Nghe thấy thế, sở bắc bật cười, chương 228, cản rỡ, màn đêm dần buông xuống. Tụ huyền lâu sớm đã đầy ấp cảnh tượng xa hoa trụy lạc, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Sở bắc chống gậy, dẫn theo thanh vũ bước về phía trước. Chỉ là, còn chưa bước vào sảnh lầu một thì đã bị nhân viên tiếp đón ở chặn lại. Hai vị, xin hỏi có hẹn trước không ạ? Nhân viên tiếp đón mặc đồ vest màu xanh, gương mặt tươi cười chuyên nghiệp tiến lên hỏi. Sở bắc khẽ lắc đầu, nếu không có, thì không thể vào sao. Với chuyện này thì nhân viên tiếp đón lại khẽ cười lắc đầu. Đương nhiên có thể, làm thẻ hội viên là được, nhưng... Nhưng, thẻ hội viên được kích hoạt thì ít nhất phải cần 500.000 tiền mặt, nếu hai vị không có chuyện gì quan trọng thì không cần thiết phải vào tụ hiền lâu. Từ chỗ này đi vào rẽ trái có một con phố ẩm thực, đồ ăn cũng không tệ. Nhân viên tiếp đón chỉ về phía không xa, khóe miệng khẽ cười, từ đầu đến cuối vẫn chưa từng ngừng. Nghe thấy lời này, sở bác đột nhiên bật cười. Không hổ là nhà hàng đứng đầu của Tân Hải, chỉ mỗi cái miệng của anh thôi cũng có thể thấy là ếch ngồi đáy giếng rồi. Nhân viên tiếp đón này rõ ràng là không coi trọng bọn họ, nhưng lời nói lại dễ nghe như vậy. Tài ăn nói này cũng hiếm có. Anh chê cười rồi, tôi chỉ là nói lời chân thật mà thôi. Nhân viên tiếp đón khẽ lắc đầu, ra hiệu sắp xếp ra bên ngoài cửa. Hai vị, mời. Sở bắc khẽ cười, cũng không có ý rời đi. Tôi không có hẹn trước, cũng không có tiền làm thẻ hội viên, nhưng tôi vẫn cứ muốn vào, có được hay không? Ai ngờ, nhân viên tiếp đón lại gật đầu ngoài dữ liệu. chương 229, chọn một trong hai, chọn đi. Thấy vậy, vẻ mặt tươi cười của nhân viên tiếp tân cuối cùng cũng biến mất. Mặc dù chúng tôi không thích ức hiếp người tàn tật, nhưng nếu anh vượt quá giới hạn, chỉ sợ rằng ngay cả cơ hội làm người tàn tật cũng không còn nữa tôi khuyên hai người nên rời đi sớm, nếu như tuổi còn trẻ khỏe mạnh mà mất sớm thì càng không tốt. Giọng điệu của nhân viên thoáng chốc đã lạnh lùng hơn. Lời nói không hề che giấu sự đe dọa. Thế nhưng, sở bác lại không quan tâm đến anh ta, chân vẫn không dừng. Mắt thấy anh sắp bước vào đại sảnh, nhân viên tiếp đón kia tiến lên trước một bước, lập tức đứng ngăn trước mặt anh. Hừ, rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Nhân viên tức giận nhìn sở bắc, gương mặt vốn hiền hòa đã hoàn toàn biến mất để lộ biểu cảm hung tợn nếu anh đã không muốn đi ra vậy tôi chỉ có thể tìm người ném anh ra ngoài thôi nói xong chỉ thấy anh ta hung hăng vung tay trong sảnh thoáng chốc đã có bốn năm thanh niên đi ra tóc tai nhuộm đủ màu đeo khuyên tai xăm đủ hình quần jean rách bên hông căng phồng rõ ràng có dấu vũ khí một đám nóng lòng muốn hành động dùng ánh mắt không tốt nhìn sở bắc anh vẫn còn một cơ hội cuối cùng, hoặc là tự mình cút đi, không thì mấy anh em này của tôi ném anh ra ngoài. Chọn một trong hai, chọn đi. Nhân viên tiếp đón không trực tiếp ra tay, mà chỉ lạnh mặt ra đưa ra tối hậu thư. Dù sao, tình hình bên trong hôm nay cũng khá đặc biệt, có thể không ra tay thì không cần phải hành động. Nếu không, theo như tính tình lúc trước, chắc Sở Bắc đã sớm bị đánh một trận ném đi ra ngoài rồi. Chương 230, dừng tay dừng tay hết cho tôi. Hừ, nói khoác không biết ngược. Nghe vậy, sắc mặt nhân viên tiếp đón cũng hoàn toàn u ám. Ra tay, nam thì đánh một trận rồi ném đi, còn nữ thì tùy các anh xử lý. Lời này vừa nói ra, bốn năm tên côn đồ lập tức cười vui vẻ ra mặt. Trước lúc đi ra, bọn họ đã phát hiện thanh vũ sau lưng sở bắc. Đây chính là mỹ nữ hiếm có đấy. Một câu tùy ý xử lý của nhân viên tiếp đón, đã nói chung tiếng lòng của bọn họ rồi. Ai mắt cũng sáng rực, sắp chảy cả nước miếng rồi. Đương nhiên, trước đó, phải giải quyết sở bắc một trận mới được. Mà nhân viên tiếp đón nói xong thì muốn quay người rời đi. Giải quyết một tên mù này mà thôi, dễ như trở bàn tay. Cho dù có đánh chết sở bắc ở đây, chắc chắn cũng không ai dám nói gì. Dừng tay, dừng tay hết cho tôi. Mắt thấy mấy tên côn đồ sắp ra tay, một tiếng quát lớn đột nhiên vang lên. Nhân viên tiếp đón nhíu mày, nhìn người đến, khóe miệng lập tức tươi cười, vội vàng lên đón. Thì ra là ông Lưu, cậu Lưu, hai vị là khách quý, mời đi bên này. Nhìn hai cha con Lưu Tông Tín và Lưu Phong trước mặt, nhân viên tiếp đón khẽ không người, cười tươi roi rói. Lưu Tông Tín cũng xem như là nhân vật lớn ở Tân Hải, đương nhiên là khách thường xuyên của tụ hiền lâu rồi. Thế nhưng, đối với chào đón của anh ta, hai cha con lại chỉ có biểu cảm thống khổ. Họ không đi vào mà ánh mắt hướng về phía sở bắc, biểu cảm phức tạp. Audio điện tử võ tấn bền chương 231 anh ta lại chính là khách quý. Tên nào cũng hăm he sắn tay áo, vây quanh sở bắc. Mẹ nó, dừng tay cho tôi, không nghe thấy lời tôi nói sao. Thế nhưng, Lưu Tông Tín lập tức bỏ qua lời mời của nhân viên tiếp đón. Mắt thấy mấy tên kia còn muốn đuổi người, lập tức đứng không nổi nữa. Cũng không tâm sợ hãi, dẫn theo con trai vội đứng chắn trước mặt sở bắc. Chuyện này, cảnh này, không chỉ khiến mấy tên côn đồ ngây người, mà ngay cả nhân viên tiếp đón cũng sững sờ. Ông Lưu, ông đây là... Cậu bác chính là khách quý, các anh lại muốn đuổi cậu ấy đi à? Đúng là nực cười. Lưu Tông Tín trợn tròn mắt, nhìn tư thế, tựa như có thể vì sở bắc mà làm tới cùng với tụ hiền lâu. Khách quý! mà ông ta vừa nói ra, nhân viên tiếp đón và mấy tên côn đồ đều ngây người. Tên mù này, cả người từ trên xuống dưới cộng lại cũng chưa đến 100 tệ này. Anh ta lại chính là khách quý. Mà Lưu Tông Tín cũng chẳng thèm quan tâm phản ứng của bọn họ, ông ta quay người, gương mặt tươi cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, nhìn sở bắc. Cậu sở, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi. Lúc nói chuyện, giọng điệu Lưu Tông Tín ngoài su nịnh thì cũng có chút sợ hãi chương 232, cái gì không hợp quy định. Lưu Tông Tín thật sự bị dọa sợ, vội vơ tay muốn giải thích. Bây giờ ông ta nhìn thấy sở bắc giống như chuột thấy mèo vậy. Nếu để sở bắc biết ông ta điều tra anh thì nhà họ Lưu sẽ sụp đổ hoàn toàn. Không có là tốt, họ sở tôi chỉ là tùy tiện nói mà thôi, chẳng lữ ông lại trột dạ. Sở bắc định thần lại, gương mặt tươi cười ẩn ý. Mỗi một câu của anh, mỗi một ánh mắt của anh lọt vào mắt lưu tông tín đều tựa như thần chết đang vẫy tay với ông ta ông ta bây giờ mới hiểu người trẻ tuổi này quá đáng sợ hôm qua có thể sống sót xuống núi thiên linh đúng thật là kỳ tích không có không có cậu sở nghĩ nhiều họ lưu tôi tôi chỉ là kích động mà thôi lưu tông tín vội cười theo còn lưu phong sau lưng ông ta cũng sợ hãi đến mức đầu cũng không dám ngẩng lên nói xong lưu tông tín vội ngẩng đầu ánh mắt chừng nhìn nhân viên tiếp đãi ở phía sau đang trợn mắt với mấy tên côn đồ kia vừa nãy các người làm gì vậy cậu sở là khách quý mà các người lại dám đuổi cậu sở ra ngoài ánh mắt lưu tông tín không tốt lời này là ông ta cố ý nói cho sở bắc nghe dù sao cơ hội được ôm đùi tốt như vậy sao ông ta có thể bỏ qua được lưu gia chủ tên này không hẹn trước cũng không có thẻ hội viên nhân viên tiếp đón lập tức ngây người cẩn thận dè dặt giải thích. Im miệng, tôi không muốn nghe cậu giải thích." Lưu Tông Tín quát một tiếng, lập tức cắt ngang. "Với thân phận của cậu sở, có thể đến tụ hiền lâu là đã nể mặt các người rồi, các người thật không biết điều. Bây giờ tôi muốn đưa cậu sở và bạn anh ấy đi vào, anh có ý kiến gì không?" Lời này vừa thốt ra, nhân viên tiếp đón lập tức lúng túng. "Chương 233, sao vậy? Có vấn đề?" Sở Bắc khẽ nhếch miệng cười nhạt lắc đầu, dẫn đầu đi vào. Thanh Vũ không trần trừ dừng lại, cũng đi theo sau. Không thể không nói, vận may của nhân viên tiếp đón và mấy tên côn đồ kia cũng không tệ. Nếu không, sở bắc cũng không để ý việc phải thấy máu đâu. Lưu Tông Tín hừ một tiếng, chừng mắt nhìn, vội vàng dẫn con trai đi theo. Mẹ nó, công cốc rồi, mẹ nó đúng là xui rủi. Nhìn thấy mỹ nữ đến tay lại bị tuột mấy, mấy tên côn đồ mắng chửi vài câu, nhắc đến lại càng cụt hứng. Được rồi, mau đi nhanh đi, nói nhiều làm gì. Nhân viên tiếp đón bĩu môi, trong lòng anh ta cũng không dễ chịu. Trong lòng đầy tức giận với sở bắc, nhưng lại không biết, bọn họ đã đến bên rìa bờ vực sinh tử rồi. Cậu sở, cậu cứ đi về trước. Đi vào sảnh, lưu tông tín vội vàng tiến lên, dẫn đường về phía trước. Sở bắc chống gậy, lặng lặng đi theo theo sau, không nói lời nào. Trên đường lên lầu 2, Lưu Tông Tín không hề dừng lại, vội vàng dẫn Sở Bắc đi lên. "Cậu sở, tụ hiền lâu này tuy có chút cố kỹ, nhưng món ăn phục vụ bên trong thì không tệ." Lưu Tông Tín vừa dẫn đường vừa lên tiếng giới thiệu. "Nhưng, với thân phận của cậu, thế nào thì cũng phải lên lầu 4 mới được." Nghe thấy lời này, Sở Bắc như vội ý hỏi một câu. "Lầu 4, nhưng mà, họ sở tôi lại muốn đến lầu 5 xem thử." Nghe thấy vậy, Lưu Tông Tín chợt ngây người, nhưng cũng không quá bất ngờ. Đúng vậy, với thân phận của cậu, cũng chỉ có lầu năm mới xứng đáng thôi. Nói thì như vậy, nhưng Lưu Tông Tín cũng lo lắng trong lòng. Dù sao, với thân phận của ông ta, muốn lên lầu năm cũng không dễ dàng như vậy. chương 234 khóe miệng khẽ cười tự tin, khí thế hăm hở. Sở bác nghe thấy thì khẽ cười, gật đầu một cái. Nếu đã như vậy, thì làm phiền Lưu gia chủ rồi. Không phiền không phiền, đều là chuyện tôi nên làm. Lưu Tông Tín vội cười xòa, trong lòng lại cay đắng trăm nghìn lần. Nhưng vừa nghĩ đến mục đích đến đây của mình, chỉ có thể cắn răng, đi về phía lầu 5. Tại lầu 5, không khí tại đây lại hòa nhã hơn so với Lưu Tông Tín nghĩ nhiều. Lầu 5, tuy là lầu cao nhất, nhưng chỉ có một phòng bao lớn. Trang trí phong cách cổ xưa, đồ trang trí gì cần thì đều có cả không chỉ là bàn ăn, mà ngay cả phòng vệ sinh, phòng nghỉ ngơi đều có đủ. Đừng nói là ăn cơm, dù ngủ ở đây cũng không là vấn đề. Tuy lầu năm không cao, bởi vì vị trí nên có thể nhìn thấy cảnh đêm của phân nửa Tân Hải. Ăn cơm ở đây, không chỉ sầm uất mà quan trọng hơn, là biểu tượng của địa vị. Lúc này, bên bàn gỗ lim hình tròn rộng lớn, có chưa tới 10 người đang ngồi. Tuy không nhiều nhưng đều là nhân vật lớn chỉ tùy tiện dẫm chân một cái, thì đất Tân Hải này cũng run rẩy. Những người khác tạm không nhắc đến, hai ông lớn Trương Hồng Viễn và Lý Hải Đông đều có mặt. Thế nhưng, cũng chỉ ngồi ở vị trí thứ mà thôi. Trên chủ vị, Dương Xuyên mặc đồ vest màu xanh, tóc tai gọn gàng chỉnh tề. Khóe miệng khẽ cười tự tin, khí thế hăm hở. Đối diện với hắn ta là một người đàn ông trung niên trông không quá 40. Người đàn ông vóc dáng hơi mập, mặc đồ thoải máu, rõ ràng có phần tùy ý. Chương 235 đây cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ. Người đàn ông trung niên tự gọi mình là Long Tam, nhưng ngay cả Dương Xuyên cũng không dám vì tiện gọi thẳng cái tên này. Bởi vì, người này chính là lại đái của Long Hổ môn anh long. Đừng thấy mặt mũi ông ta hiền hậu, nhưng nếu thật sự ra tay thì tuyệt tình như lang sói. Ha ha, cậu Dương khách sáo rồi, nào nào, mọi người cùng nâng ly đi. Long Tam cười ha ha, ánh mắt lóe sáng. Dương Xuyên này lại có thể không nịnh không kiêu khi đối mặt với mình, đúng là nhân vật lớn. Long Tam đã mở miệng rồi, mọi người cũng đều nâng ly, uống cạn một hơi. Lúc uống rượu, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt có chút nghi hoặc. Mặc dù đều là nhân vật số 1, số 2 tại Tân Hải, nhưng giữa bọn họ và Long Tam không qua lại quá nhiều. Nhưng tối nay, Long Tam mời tiệc Dương Xuyên thì thôi, nhưng gã gọi cả bọn họ đến chuyện này khiến người ta cũng phải thắc mắc dù sao thế cục hiện tại của tân hải cũng quá nhạy cảm nếu long tam và dương xuyên bắt tay nhau thì thành một phe rồi vậy đối với bọn họ mà nói cũng không phải là chuyện tốt huống hò càng quan trọng hơn là vị kia vẫn còn ở tân hải chuyện này mà làm không tốt thì chính là thần tiên đánh nhau người phàm chịu thiệt ha ha quả nhiên anh long rất hào sảng nhưng hôm nay ông mời cậu đây đến không phải chỉ là để uống rượu chứ. Một ly rượu xuống bụng, Dương Xuyên khẽ cười nhạt, đi thẳng vào vấn đề. Lời này vừa thốt ra, mọi người tại hiện trường đều dựng thẳng tai nghe. Đây cũng là nghi hoặc trong lòng bọn họ. Audio điện tử võ tấn bền. chương 236 bốn phần là giới hạn hắn ta có thể chấp nhận. Anh Long khẽ cười, sau đó hô tay. Nhưng mà, nếu chúng ta tiếp tục đấu đá riêng lẻ thì đến cả bơ trên miếng bánh này e là chúng ta cũng không thể nếm. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường kể cả Dương Xuyên cũng đều nhíu mày. Bởi vì, tập đoàn Bắc Giã đã tiến vào chiếm giữ Tân Hải rồi. Nếu tập đoàn Bắc Giã muốn thì chỉ một ngụm cũng đủ nuốt chừng được miếng bánh rồi. Mắt thấy không có ai nói gì, Long Tam nhìn Dương Xuyên, giọng điệu có phần trêu chọc. Vốn là hạng mục nội bộ, tại sao lại đổi thành đấu thầu công khai chứ? cậu dương tôi nghĩ nguyên nhân chắc chắn cậu hiểu hơn ai hết đúng chứ nghe thấy lời này ánh mắt những người khác cũng trở nên kỳ lạ dương xuyên nhíu mày nụ cười dần biến mất nói thử suy nghĩ của anh thử xem anh long khẽ cười rất đơn giản chúng ta liên hợp lại cũng đủ để chống lại tập đoàn bắc giã dù sao đây chỉ là một phần hợp đồng mà thôi huống hồ rồng mạnh cũng không thắng được rắn địa phương đợi đến khi lấy được tất cả hạng mục tôi và anh, hai nhà đều lấy bốn phần. Hai phần còn lại. Nói xong, anh Long ngẩng đầu, ánh mắt nhìn những người còn lại. Phải xem các vị bỏ ra bao nhiêu rồi. Vừa dứt lời, vẻ mặt Dương Xuyên cũng không có thay đổi gì. Nhưng những người còn lại thì đều nhíu mày. Nhất là Trương Hồng Viễn và Lý Hải Đông, ánh mắt đều lóe lên chút lạnh lùng. Hạng mục cả trăm tỷ, Dương Xuyên và Long Hổ môn lại muốn chiếm tám phần. Còn những đại gia tộc còn lại của bọn họ thì lại chỉ có thể có hai phần. Đúng là hiếp người quá đáng. Lời tôi đã nói xong rồi, ai đồng ý, ai phản đối. Long Tam đứng dậy, khẽ vương người, ánh mắt liếc nhìn mấy người đối diện. Dương Xuyên ngẩng đầu, con người lạnh lùng cùng quét mắt nhìn. Bốn phần, là giới hạn hắn ta có thể chấp nhận. chương 237, hai người là muốn đe dọa chúng tôi. Còn tôi nữa tôi nữa, mọi việc đều nghe theo anh long và cậu dương có người dẫn đầu lập tức thêm bốn năm người tỏ thái độ lập tức không có dị nghị gì đây rõ ràng chẳng khác gì hồng môn yến bọn họ đa phần cũng chỉ là gia tộc hạng hai nếu họ dám từ chối chỉ sợ không ra khỏi phòng bao này được ừ không tệ kẻ thức thời là trang tuấn kiệt không biết ý hai vị thế nào long tam cười ha ha ngẩng đầu nhìn trương hồng viễn và lý hải đông cả phòng cũng chỉ có hai người bọn họ chưa tỏ thái độ với chuyện này lý hải đông nhìn long tam gần như không hề do dự lập tức lắc đầu liên tục họ lý tôi không quá hứng thú với chuyện này anh long xin hỏi người khác vậy trương hồng viễn nhíu mày cũng lắc đầu theo tập đoàn hồng viễn tôi có quá ít vốn nên không tham gia mọi người tự xem mà làm là được trước tiên không cần nói đến chuyện phân chia lợi ích này thái độ cũng khiến hai gia chủ không vui rồi vì kia còn chưa có thái độ kia, bọn họ sao dám chống đối với tập đoàn Bắc giã. Lời này vừa nói ra, không chỉ những người kia đưa mắt nhìn nhau, mà cả Long Tam và Dương Xuyên kia cũng không còn tươi cười. Hai vị là không hài lòng phân chia lợi ích hay là muốn chống đối chúng tôi? Long Tam nheo mắt, nếu không hài lòng thì có thể nói ra ý kiến của mình. Đúng vậy, chúng tôi cũng không phải không thể thương lược, Dương Xuyên uống một ngụm trà, giọng điệu không lạnh không ấm, không có gì là không vừa lòng cả, không muốn tham gia chính là không muốn tham gia, chẳng lẽ hai vị còn có thể khống chế chúng tôi hay sao? Lý Hải Đông nhíu mày, giọng điệu đã u ám hơn. Nghe thấy lời này, Long Tam cũng không tức giận, chỉ cười ha ha. Đương nhiên không phải, nhưng mà, nếu hai vị không tham gia, sau này ở Tân Hải chỉ sợ không có chỗ dung thân cho hai vị nữa thôi. Chương 238 người trẻ tuổi này là ai? Dương Xuyên giang tay, vẫn lạnh nhạt bình tĩnh như cũ. Long Tam cũng lắc đầu, không sai, lúc trước Long Hổ môn chúng tôi quá khiêm tốn nên mới bị mấy người chèn ép đè đầu. Chỉ cần lần này lấy được bốn phần hạng mục, sau này thương giới cả Tân Hải này đều là do tôi và cậu Dương quyết định. Nếu các người còn muốn lăn lộn ở Tân Hải, tốt nhất nên thành thật một chút. Nếu không, tôi sẽ không từ giá nào lấy các người làm vật cúng tế cho Long Hổ môn tôi đâu. Nói đến đâu, vẻ mặt tươi cười của Long Tam hoàn toàn biến mất, lộ rõ sát khí. Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, theo tôi thì sống, nghịch tôi thì chết, là sống hay chết, hai vị tốt nhất nên cân nhắc. Vừa sứt lời, sát khí mạnh mẽ lan khắp cả căn phòng. Những người khác bị dọa sợ đều cúi đầu, không dám nói lời nào. Ngay cả Lý Hải Đông và Trương Hống Viễn, sắc mặt cũng nặng nề hơn. Long Tam tuy mạnh, nhưng Trung Quy cũng là nhân vật không thể lộ ngoài sáng nhưng bây giờ, có cho bọn họ cái gan, dám nói ra lời này sao? Một dương xuyên, chỉ sợ cũng không đủ rồi. Chật chật, chỉ là một tên côn đồ còn con, tên lưu manh nhỏ nhoi, mà lại có thể nói ra lời ngang ngược như vậy, hiếm có hiếm có. Ngay khi Lý Hải Đông và Trương Hùng viễn tiến thoái lưỡng nan, thì cửa phòng bao lại bị đẩy ra. Âm thanh quen thuộc khiến Trương Hồng Viễn và Lý Hải Đông lập tức ngẩng đầu. Nhìn thấy bóng người kiên định trước cửa, viên đá trong lòng thoáng chốc đã được đặt xuống. Cậu sở, cậu đến rồi. Mau ngồi mau ngồi. Hai người chẳng còn quan tâm đến Dương Xuyên và Long Tam nữa, vội vàng tiến lên nghênh đón, vây quanh sở bắc ngồi xuống. Nhìn thấy Lưu Tông Tín sau lưng anh, ba người đều ngây người, trong lòng ngầm hiểu không cần giải thích. Cảnh tưởng đột nhiên xảy ra, khiến mọi người nhướng mày, có phần không hiểu. Người trẻ tuổi này là ai? chương 239, ném ra ngoài. Nghe thấy thế, mọi người trên bàn tiệc đều nghệt mặt ra. Họ nhìn sở bắc như đang nhìn một tên ngốc. Đầu óc của cậu thanh niên này có vấn đề à mà sao lại dám cùng lúc đắc tội với cả thủ lĩnh của Long Hổ Môn và Dương Xuyên. Dương Xuyên cau mày, hắn ta chưa kịp phản ứng lại thì Long Tam đã đập bàn đứng dậy. Láo, thằng kia, ai cho mày vào đây hả? Ở đây chưa tới lượt mày lên tiếng, giờ thì biến ngay. Long Tam xa sầm mặt rồi chỉ tay ra phía cửa với vẻ đằng đằng sát khí. Ban nãy, Lý Hải Đông và Trương Hồng Viễn không nể mặt đã khiến gã mất sạch thể diện rồi. Bây giờ, đến một tên vô danh tiểu tốt cũng dám vênh váo với gã ư. Thế chẳng là khiêu khích tôn nghiêm của gã hay sao? Khẩu khí lớn quá nhỉ, không tốt. Lúc này, sở bác lắc đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười điềm nhiên. Thằng kia, anh Long bảo mày biến đi, không nghe thấy à? người đàn ông trung niên tỏ thái độ đầu tiên bên cạnh Long Tam đã đứng dậy. Mắt thì mù rồi, hơ hông lẽ tai cũng biết luôn à. Để lấy lòng Long Tam, người đàn ông trung niên ấy lập tức cất giọng hùng hổ ngay. Biết điều thì cút ngay. Hoàng Đình, im ngay. Sở Bắc còn chưa kịp nói gì thì Lưu Tông Tín ở phía sau đã bước lên. Dám ăn nói với cậu sở kiểu đó, ông to gan quá nhỉ. Xong, hoàng đình chỉ cười lạnh với lời chất vấn của lưu tông tín rồi coi như gió thoảng bên tai lưu tông tín ông tự lo cho cái thân mình trước đi chưa đến lượt ông lên tiếng ở đây đâu ông nghe thấy vậy lưu tông tín tức đến mức nghẹn họng nếu là ngày thường thì không bao giờ hoàng đình dám to tiếng trước mặt ông ta như vậy chắc chắn lão ta đã biết tập đoàn lưu thị xảy ra chuyện nên mới có thái độ hách dịch như thế lưu tông tín còn định nói tiếp nhưng đã thấy Sở Bắc xua tay rồi nhìn về phía Hoàng Đình. Hình như tôi không hỏi ông thì phải. Không hỏi thì sao, chẳng lẽ? Chương 240, còn ai có ý kiến gì nữa không? Hoàng Đình nở cụ cười khinh bỉ, có Long Tam chống lưng thì đừng nói là thằng nhãi vô danh này, đến lưu tông tín lão ta cũng không coi ra gì luôn. Nhưng lão ta còn chưa kịp nói hết câu thì đã có một cảm giác bí bách ập tới khiến lão ta nghẹt thở. Người lão ta nhẹ bấng hóa ra đã bị thanh vô cầm cổ áo sách lên ớ cảnh tượng này khiến mọi người ở đây phải giật nảy mình không ai ngờ một cô gái xinh đẹp như vậy lại có sức khỏe đến thế hơn nữa trông cô vẫn rất thoải mái mặt không đỏ hơi thở vẫn bình ổn khụ khụ tha thả tao ra mặt hoàng đình biến sắc lão ta trợn tròn mắt rồi vùng vẫy chân tay nhưng dù có vùng vẫy thế nào thì cũng không thể thoát ra được ồn ào quá sở bắc khẽ lắc đầu rồi nói. Thanh vũ cao mày rồi lập tức chuyển hướng, cô giơ một tay mở cửa sổ, sau đó không chút do dự ném Hoàng Đình ục ịch ra ngoài. Dừng tay, thấy có điểm chẳng lành, Long Tam vội vã đứng dậy định ngăn cản, nhưng đã muộn. Bên ngoài cửa sổ vọng lên tiếng la hét thê thảm của Hoàng Đình. Sau một tiếng bụp thì không còn âm thanh gì nữa. Mọi người đều im phăng phắc. Ai nấy đều nhìn sở bắc với vẻ như nhìn ma quỷ đến Lưu Tông Tín và Lý Hải Đông cũng toát mồ hôi hột. Bọn họ đang ở trên tầng 5, dù không quá cao, nhưng Hoàng Đình rơi từ trên này xuống, không chết thì cũng què cụt. Chỉ có sở bắc là vẫn bình thản ngồi yên một chỗ. Còn Thanh Vũ thì cũng không biến sắc mặt, cô quay lại phía sau sở bắc như vừa đi ném một túi rác. Còn ai có ý kiến gì nữa không? Sở bắc chậm rãi ngẩng đầu lên, ngoài Long Tam và Dương Xuyên ra thì mọi người đều cúi thấp đầu audio điện tử võ tấn bền hết chương 240